các bạn nha. Hôm nay mình có mấy cái phôi hải châu các bạn, nhỏ nhỏ các bạn, để mình chia sẻ giao lưu với các bạn nha. Hôm nay mình có là 10 phôi, trong đó có 2 phôi không có đất rồi này các bạn, nó còn dính ít đất rồi. Nên đá mình kỹ nó rớt đất ra luôn, không giữ được đất. Còn lại mấy phôi này, 8 phôi này là có đất các bạn. Mỗi phần mình chia ra là trong đây nên mình chia làm 5 phần, mỗi phần là 2 phôi. Anh em nào đó mình chia sẻ chi tiết, anh em nào thích cái phần nào thì alo cho mình. Đây các bạn, mình vô phần số 1 nha. Ở đây mình có ghi số 1 này. Rồi, mình chia sẻ cái đầu tiên. Đây các bạn, cái phần số 1 đây, cái đầu tiên cao là 55 nha các bạn. Cao 55 phần. Và rỡ nó đây các bạn, đây. Rỡ nó, mình kỵ ra nó rớt hết rồi. Nó còn lại ít rỡ nhỏ nhỏ. Và thân nó này các bạn, nhỏ cho kêu 10 tiếng nha. Cho kêu 10 tiếng là to. Đó. Nó nhỏ cho nó không có to các bạn. Các bạn xem cho kỹ lại nha. Mình quay kỹ này, các bạn xem kỹ này, nhỏ này. Soi ngón tay cái mình này, to ngón tay cái mình nhiều. Đấy. Cái đây thì cũng vẫn to ngón tay cái mình các bạn. Cao 50. Còn số 1 đây, coi cái châu đầu tiên đây cao 50 nha các bạn. Không vào đất nha. Đấy, nó bị rớt hết rồi. Mình còn chút nào mình cũng đỡ lại các bạn. Mà có bầu đất thì cái bầu đất nó những cái rổ nhỏ này nè các bạn, nó mới giữ lại cái bầu đất là mình trồng nó dở sống các bạn. Đây, và nó rớt bầu đất rồi. Mình cũng cố gắng bên keo đó, nó giữ mấy cái rổ nhỏ mình đem về tới nhà nó khôi nhảy. Đó, lá nó này các bạn. Đây, lá nó đây. Đây các bạn ơi. Cái này thì các bạn nhìn xuống đây này, mình chia sẻ kỹ lại bạn nhìn xuống đây nha. Đó. Đây các bạn, ta cho mình nuôi xuống đây. Làm ăn. Rồi, cao là 55. Rỡ này các bạn. Nhìn thấy rỡ là 2 chân rỡ 20. Mà cái chân rỡ đây đó mình cầm được nha các bạn. Cầm sơ nó lại. Rồi, một cây không có vào đất, phần số 1. Đây, mình chia sẻ cây số 2. Cây số 2 đây các bạn. Đây, nó cũng rớt đất hết rồi. Mình đỡ nó nằm lên cái. Các bạn, đây là cây số 2 này. Còn mình dính nó luôn đi. À, cây số 2 đây có một cái thân mình kẹt cái này. Cao là 29 nha các bạn, mình đo mình ghi đây. Đây, chiều đây là 29 này. Đấy. Từ ngọn đến gốc là 29. Và nó đây các bạn. Thân nó này các bạn hình dung nha. Cái tay kêu mình tiếp này. Đây các bạn. Chỗ đây thì có phần phần to cho kêu mình tiếp các bạn. Vào đây. Rỡ nó này các bạn. Đó, nó còn mấy rỡ nhỏ mình giữ giờ. Mới rỡ kẹt đá nó bức. Các bạn xem nó ngoài mai. Đó, nó như vậy các bạn. Rồi, chiều cao mình đọc lại một lần nữa nha. Cao 29. Rồi, phần số 1 mình gồm 2 cây không bộ đất nha các bạn. Đấy. Đó, 2 cây không bộ đất đây. Rồi, để mình chỉ sử các bạn xem phần số 2. Đây là phần số 2 này các bạn. Phần số 2 gồm 2 cây có bầu đất. Cái này thì rất hết lá. Cái này thì còn lá này. Đó. Đây các bạn, cao là 45 nha các bạn. Cao 45 đây là mình tính từ mặt nền lên các bạn. Từ mặt nền lên là 45 phân. Mà tính mặt bầu đất là lên tới đỉnh cây cao nhất là 35 phân các bạn. Và thân nó đây. Các bạn thân xem thân nó nha. Nhỏ cho kêu 10 tiếng nha các bạn. Cái này thì nhỏ hơn. Cái này thì nhỏ hơn nữa. Đó. Mình là một cốt ba thân này các bạn. Bạn thấy chưa? Bầu đất riêng này. Do cái này mình đập cái bì nhựa nha các bạn. Mình đập cái bì nhựa mà mình tháo ra dở. Mình tháo. Còn mấy cái này mình có mình keo công phu quá. Nên mình chia sẻ các bạn mình chỉ gạt cái chỗ mình góc này. Đó. Mình kết mình keo chỗ đó các bạn nhìn thấy tới đó rồi. Còn các bạn thông cảm. Tại vì ở trong đó thì rỡ mình bảo bầu đất riêng là nó bầu đất riêng các bạn. Đây. Các bạn xem rỡ nó này. Chân chịt không có đuôi chuột. Phôi chưa?
còn do đây các bạn mạch bầu tầm mười mấy á, chưa tới 20, cho mình đo thử đi. Mạch bầu là 18 các bạn, 17 và đường kính mạch bầu 17, chiều cao là 45 phân, cả bầu đất lên tới đỉnh cao nhất, và tính mạch bầu lên là tính từ chỗ này lên là có 35 phân nha các bạn, tới đỉnh cao nhất là 35 phân, và tổng thể nó 3 thân này, các bạn xem tổng thể nó nha. Đó, mình quay lại mạch sau này. Đó, nó 3 thân một cốt nha các bạn, đây là bốt ông rớt nha, đây 3 thân một cốt. Đó, và đây các bạn thân mình nó nghiêu á. Đó, mình tổng thể nó có 3 thân như vậy. Và đây các bạn xem kỹ bốn mạch nó nha, đây một mạch này, đây một mạch nó này các bạn, đây cho mình dựa ở đây cho nó cứ ngã đấy, các bạn xem một mạch nó đây, còn lấy lại mạch đây nữa đấy, còn mạch cuối cùng này các bạn, bạn xem kỹ bốn mạch nó nha. Rồi, đây là phần số 2 gồm một cây có bầu đất, rồi tiếp tục cây thứ hai cũng có bầu đất các bạn, mình cho nó ra chỗ đây à. Cái thứ hai này nó cũng có bầu đất này, cái này cái thân này nha các bạn, nó đi về cái góc này này, nó là một cốt. Đây phần số 2, chiều cao là 43 không các bạn, 43 là mình tính từ đất lên nha, tới đỉnh cao nhất là 43 phân, đây các bạn xem này, 43 phân chiều cao. Và cái lá này thì các bạn, đây mây quá còn chùm lá cho đây mình đỡ các bạn xem, mà mấy cây nó ở lá trên cao thua mình cái tụi lũi luôn, nó đâu dính lá được các bạn, cây nào còn lá mình đỡ lá các bạn mình xem nha, một cây nào cũng có các bạn thông cảm. Đấy mạch sau nó này các bạn, đây các bạn thấy không, bầu đất riêng luôn, cái thân này nó gì ở góc đây nha các bạn, từ đây nó xuyên về góc đây mình đỡ thân đây, anh em nào thích thì cầm lên như vậy, còn thích thì cắt bỏ. Đây mình chia sẻ bạn xem mạch đây, đó nó như vậy các bạn, và mạch đây. Rồi phần số 2 gồm hai cây có bầu đất, đây các bạn mình đã chung chỗ đây hai cây. Rồi bạn xin phần số 3, phần số 3 cũng hai cây, hôm nay mỗi phần hai cây hết các bạn, chiều cao là 55 phân, đây hai cây thì các bạn có mình chia sẻ từng cây nha. Đó nó hai cây đây, phần số 3 cũng gồm hai cây, chiều cao 55 phân, chiều cao từ mạch nền nha các bạn tới đứng cao nhất 55 phân, các bạn xem cây đây nha, cây đây hai thân. Đó, một cây là một cốt, một cây hai thân, rỡ nó này các bạn, đây các bạn hình dung bầu đất này, nó còn một ít đất nữa này các bạn, đây đất mình giữ đất riêng luôn, một chút đất còn giá trị các bạn, cái hai châu là có một chút đất còn giá trị nha các bạn, nó đừng vũ rỡ là mình ngồi ra, một chút đất này nó ôm nhiều cái rỡ nhỏ đây các bạn. Ở đây mình chỉ xíu này còn lại nha, càng ngã càng nghiêng. Đây các bạn, cái mạch ngược lại của nó này các bạn, cái này hay thân. Rồi để mình xoay qua mạch đây các bạn, đây. Rồi mình chia sẻ cái bốn mạch của nó, rồi mình chia sẻ kích cỡ nó các bạn xem nha. Mình xoay lại đúng bốn mạch luôn. Đó, mấy cái rỡ căng căng kia là mình đỡ cái bạn giờ nó cầm xuống tầm các bạn, mình ra kích. Đây. Rồi một cây, để mình đo kích cỡ các bạn. Bạn hình dung nó nha, nhỏ tay kêu mỹ tiếng nha các bạn. Đây, to ngón tay cái mình. Cái này thì to hơn nhiều, cái này so cho kèo 10 tiếng được này. Đó, nửa cho kèo 10 tiếng. Bạn thấy chưa? Một cây. Rồi, bắt cây thứ hai các bạn. Cây thứ hai này là một cốt, nó cũng có đất riêng luôn nha các bạn. Mình bó kỹ những cái cục đất riêng lại, nó còn lại. Đây này, các bạn nhìn rõ nhỏ này. Thấy rõ nhỏ li ti không? Nhiều chưa? Đó. Cái rõ nhỏ này mình trồng xuống nó dở sống nha các bạn, giờ sao có chút đất cũng là giá trị. Đây các bạn xem cái đây cũng cao 55 phân từ mạch nền lên một cốt các bạn. Đấy, có cái đuôi chuột nó dài ra chỗ đây, nó xuyên qua bên mình kích đây các bạn. Các bạn thích thì giờ kích dính chút cũng chả sao,
đừng làm rớt cái đất ra nha các bạn. Gỡ nhẹ nhàng, nếu các bạn trồng á thì gỡ nhẹ nhàng, đừng có làm rớt cái đất ra. Và muốn tờ bớt là tờ. Đó. Thân nó này các bạn. Cũng nhỏ nha các bạn. Nuôi cho kêu mấy tiếng. Đây. Quanh đây chắc được 10 cái máy đâu. Quanh đây cỡ 10 rồi các bạn, không có nữa đâu. Cái thân này như vậy, thân đây quanh cỡ 10 rồi. Theo mình nghĩ vậy không có nữa. Đó, để mình chia sẻ mặt đây các bạn xem nha. Sao nó cứ ngã luôn các bạn. Mình không đỡ nó đứng được, tại vì mình bó bầu bó rỡ thì nó mới tròn được các bạn. Cần kẹt đá, không có tròn được, nó ngã tứ tung. Nó cho mình rửa vào đây chút ấy. Đó, để các bạn xem cho rõ. Đó, mẹ còn là mẹ tiếp tục của nó nữa các bạn. Mình rửa vô nha. Vào đây. Mặt đây. Đó. Và mẹ cuối cùng các bạn. Cuối cùng là mẹ đây. Nó lại ngã nữa. Thôi đó mình chia sẻ xin xíu các bạn xem nha. Đây. Đây là mạch cuối cùng của nó này các bạn. Rồi phần số 3 cũng có hai cây. Mình bỏ hết bên đây luôn rồi. Rồi mình chia sẻ các bạn xem phần số 4 nha. Phần số 4 cũng gồm hai cây. Một cây. Đây cây thứ hai đây các bạn. Đó, phần số 4 gồm hai cây, mỗi cây một cốt hết các bạn. Cái đây cây một cốt. Ở đây các bạn. Thân nó này. Gần bình trái kêu Mỹ Tiến nha các bạn, gần bình cái chua bình ngang 90 ngang, các bạn nhìn cho rõ. Đây, độ to 90 trái kêu Mỹ Tiến thôi. Đó, đây nhỏ trái kêu Mỹ Tiến khoảng 80 à. Chiều cao là từ mặt nền lên 60 các bạn. Cây này á, cái bên tay trái màn hình các bạn á, là chiều cao mặt nền lên 60, còn cây tay phải là 50 mấy á, mình có đo rồi 57. Đấy, để mình chia sẻ mạch này. Để ràng xem cây nghe. Mạch đây có tiếp đây các bạn. Nó cứ ngã luôn. Thôi cho mình dựng xiên xiên đi. Đây các bạn. Thôi đỡ mình xoay các bạn xem nha. Rồi. Rồi giờ các bạn cũng đâu thấy được. Đây, mình được đứng được rồi. Mình quay lại mạch xem nữa. Đó. Rồi, các bạn xem màu đất nó nè. Ở đây có cái mấy cái rễ nhỏ ra nha các bạn. Mình bó luôn mấy cái rễ nhỏ đi các bạn trồng. Và đây có một cái đuôi chuột đi ngang này. Mình kết luôn. Bạn vô ngang đây nha. Cái đuôi chuột đi ngang mình kết. Không đỡ. Đỡ mình cô vô chậu nhỏ các bạn. Còn trong đây thì rễ tôm xong. Bạn nhìn rễ nó này. Mấy rễ trên tròn xuống mình cũng đỡ luôn. Rễ dưới nhiều mình cũng đỡ luôn. Trong rễ sống các bạn. Rồi xem một cây. Mình chia sẻ bạn xem cây nữa. Đây, cái thứ hai của phần số 4 đây. Đó, các bạn hình dung hình dáng nó này. Cây này cao có 57 nha các bạn. Đây. Một cốt. Ở đây là nó cũng có nhiều rỡ nha các bạn. Kích thước mình chia sẻ nãy so cho kia các bạn thấy rồi đó. Vào đây các bạn. Đây. Nó cứ ngã luôn các bạn. Đâu nữa mình quay xuyên qua ở bên các bạn xem nha. Chứ nó ngã tới ngã lui luôn. Chả hiểu. Cái bầu đất đâu riêng đâu có bó tròn được các bạn. Có cái bó tròn được, có cái phải bó méo. Đâu cứu. Tại mình theo cái địa hình, cái hình thở nó về rừng các bạn. Không thở theo ý của mình được. Cái nào tròn bó tròn, cái nào méo thì mình bó méo. À, các bạn xem. Và tôi mình quay xuống này. Mà thấy chưa. Đó, mình chia sẻ ra cũng tạm ổn. Các bạn nhìn cũng rõ nha. Và đây có một cái thân nữa nha mà các bạn. Mình kết bỏ cái thân này thì mình kết bỏ. Mình giữ lại một cốt thôi. Còn đây nó không có rỡ nè. Đau vào đất luôn nha. Vào đất đây nhỏ nhẹ thôi. Non gan. Rồi các bạn. Rỡ thì ok. Có đất trong này. Nhiều rỡ nhỏ nha các bạn. Mấy cái này nhiều rỡ nhỏ. Các bạn thông cảm gì bất tiện. Mình bó kỹ quá. Tại vì mình khai thác nó. Mình biết cây nào nhiều rỡ ít rỡ là mình biết các bạn. Mà mình cây nào mình bó nhiều rỡ nhỏ là các bạn vừa mới ra là nó nhiều rỡ nhỏ. Các bạn biết liền. Đây các bạn. Rồi, phần số số 4. Rồi. Đây, phần số 4 gồm hai cái đây nha các bạn. Đây để mình quay cho lại xuống các bạn xem luôn nè.
Rồi số 4 còn 2 cây. Mình cũng tắt đi luôn. Mình ghi số rồi nó có lộn các bạn. Rồi tới phần số 5. Phần số 5 cũng gồm 2 cây nha các bạn. Đây. 2 cây này cũng bộ đất quá to luôn. Tại vì cái này nó ở ngoài đất các bạn. Mình đào được rất nhiều. Nó mình lấy rất nhiều các bạn. Còn cái việc kẹt đá thì các bạn thông cảm nó ít đất nha các bạn. Chứ mình cũng muốn lấy rất nhiều. Mình đâu ngại nặng lắm đâu. Mà chừng nào vác nấu mình thua các bạn. Bó tay. Cây này cao á. Từ mình đo lại thứ ấy. Mạch nền là 60 các bạn. Quán mạch nền lên. Mạch bầu lên là 60 nha các bạn. Cây này mạch bầu đất lên tới đỉnh cao nhất là 60. Mạch nền cao lên là 76. Đó, tính luôn bầu đất là cao 76. Và thân nó này các bạn. Đấy. Nhỏ cho keo 10 tiếng nha. Cũng nhỏ luôn nha các bạn. 80 cho keo 10 tiếng thôi. Cho keo 10 tiếng đây hoành 15 nè. Đúng 15 á. Đó, cái chai keo 10 tiếng mình là hoành 15. Và cái này nhỏ 80 cho keo 10 tiếng. Cái này là hai cây một cốt nha các bạn. Nó vừa một cốt ở dưới. Mà mình lấy bầu đất về để các bạn trồng. À, cái dạng như mình trồng một kẹp đấy các bạn. Trồng y như giống như hai cây một chậu á. Cho nó canh cái em. Chứ chỉ ra làm gì. Mình trồng hai cây chậu cho nó can cái em cho vui. Nên nó có bạn đồng hành nó. Đây các bạn. Để mình cho cái bầu đất lên nè. Cho nó đứng à. Còn mình chia sẻ các bạn xem đây. Đây là một mặt nó đó các bạn. Và mình xoay lại mặt đây. Đây. Đó cho bạn xem mặt đây nha. Và mặt còn lại cho mình đi quay qua đi. Ở đây là không thấy không? Đây các bạn. Thôi. Mày còn lại nó nữa này các bạn. Hai cây này đứng xem như các bạn thấy không? Thấy chiều ngang thì đấy. Các bạn dồn phía đây thì thấy như vậy. Đó. Và cái thân ở trên này các bạn. Nhỏ ngón tay cái luôn. Thân đây cũng nhỏ ngón tay cái luôn. Lớn ngón tay tỏ. Và thân đây này các bạn. Cũng nhỏ ngón tay cái. Bình ngón tay tỏ. Rồi thằng đây mình ngón tay cái một cây có bầu đất trà bá chú cho rỡ các bạn nhìn rỡ này thằng khối núi nó chọt tứ tung các bạn đây đây có mình lật xuống các bạn xem cây này đới rồi tứ nước nó còn sống đây các bạn rỡ ơi cục 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 luôn tứ hút vào xem phần số 5 một cây đầu tiên và đây cây thứ hai nữa các bạn. Các bạn thấy cặp đây he không? Hai cây này một phần he không? Cái nào có bạn có về đứng bên đó các bạn. Hai cây này mình báo các bạn là không phải hai cây rồi nha. Nó là hai cây một cốt. Hai cây một cốt ở dưới các bạn. Không có rồi. Cây nào rồi là mình báo rồi liền. Cây này một cốt này các bạn. Mà kích làm hai ra dày á. Thì mình được hai cây này các bạn. Nhưng mà kích chi đỡ trong dày. Như một chậu hai cây vậy. Các bạn có về nó cho vui. Mà cũng tùy sở thích các bạn giờ thích cái cà kết mà thích đỡ rồi trồng cho dư cũng được. Mà các bạn đồng hành ở cùng trên chậu. Đây, cao thân đây 36 nha các bạn. Cũng cơ lên cái đã. Nó cần như vậy, màu đất nó méo các bạn thấy không? Ở dưới đây là đụng cái nền đá này. Cây này xuống đụng đá dưới, một tảng đá ở đầu cái phía này ít đất. Ở phía đây nhiều hơn. Đó. Cái thân cao hơn là 36 các bạn. Và cái cây thân thấp là 22. Chiều cao 22 là mình tính mạch bầu nha các bạn. Đây nè, mạch bầu á. Còn cả bầu đất nữa thì cao hơn. Các bạn thấy không? Hình dung cái gan mình nè. 22, cái đấy 36. Và cái thân nó này các bạn. So cho kêu 10 tiếng này. Nó nhỏ cho kêu 10 tiếng nhiều. So con cái mình thì nó to hơn. Cái đây còn dài các bạn. Bạn so cho kỹ nha. Mình có vật so sánh này. Nhỏ cho kêu 10 tiếng nữa các bạn. Thấy chưa? Một nữa cho kêu 10 tiếng này. Rồi các bạn xem mạch đây. Đó, mình đỡ nghiêng nghiêng cái bầu đất nó tròn trịa được các bạn. Hai cây một cốt. Đây các bạn xem này. Mình đạp nó cũng nhúng này, bạn thấy không? Bóp vô nó cũng nhúng luôn này. Thôi các bạn. Đó. Hôm nay còn lại của nó đó, thôi mình quay trên đây xuống luôn. Các bạn nhìn này. Thấy không? Rồi cái này cũng vậy, mình quay trên quay xuống các bạn xem.
Rồi hôm nay mình có thêm phần, mỗi phần 2 cây. Anh em các bạn nào thích phần nào thì alo cho mình.